Xin mời năm vị bước tới trước đài tưởng niệm. Sau đây là phần kéo màn che đài tưởng niệm. Toán kéo màn xin chuẩn bị. Đây là giây phút chúng ta đã chờ đợi từ lâu. Quý vị cùng với chúng tôi đến khảo đào từ 10 trở xuống. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kéo màn. Thưa quý vị, đài tưởng niệm 74 tử sĩ Hoàng Sa đã chính thức khánh thành. Xin mời quý vị trở về chỗ ngồi. Sẽ đi tới từ đại chính đi tới đây. Xin quý vị ở trên con đường vào đấy đó, xin đứng qua hai bên này. Tất cả các hoa xin mang vào. Tất cả các bình hoa xin các anh các chị cùng mang vào trong vườn. Để trên. Sau đây là phần phát biểu của ông trưởng ban ủy ban xây dựng đài tưởng niệm. Xin mời ông Trương Văn Song. Kính thưa đại tá chủ tọa buổi lễ, kính thưa thị trưởng Tạ Đức Chí, phó thị trưởng Kimberly, kính thưa giáo sư Nguyễn Xuân Dầu và tất cả quý vị đã được có mặt tới buổi sáng hôm nay với chúng tôi ở đây. Kính thưa quý vị, cách đây 46 năm cũng vào cái thời khoảng này, tất cả những chiến sĩ hải quân được lệnh đi hải quân gọi là đi công tác, và chúng ta có thể gọi là hành quân, thì cái tâm trạng của cái người lính mà sắp sửa Tết ấy, mà phải đi hành quân hay là đi công tác là nó rất là đau lòng, và cái đó nó đã cũng thể thể hiện qua nhiều. Nhưng mà tất cả những người trai trẻ ở thời loạn thì nó phải như vậy mà thôi. Thành ra tôi muốn một phút để chúng ta tưởng nhớ lại những người lính đã ra đi và không bao giờ trở lại. Tôi xin quý vị im lặng trong một vài giây để tưởng nhớ tới những tử sĩ này. Kính thưa quý vị, chúng tôi được cái sự ủy thác của Hội đồng thành phố của Westminster, thị trưởng Tạ Đức Chí, phó thị trưởng Kimberly, ông nghị viên Nguyễn Mạnh Chí, nghị viên Tài Đỗ, nghị viên Contreras,
đã có nhảy cho chúng tôi được cái vinh dự tiếp tay với thành phố Westminster để làm cái đài tưởng niệm ngày hôm nay. Và trước mặt quý vị, chúng ta thấy cái uy linh trong đó phản phất cái hương hồn của 74 chiến sĩ oai hùng đã bị quốc phong thân ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Mà từ đó đến nay chúng tôi 46 năm nay vẫn luôn luôn tưởng nhớ. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng vì cái đài tưởng niệm này đã được thành hình, và từ đây các anh linh đó có một chỗ nơi gọi là an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi mọi người nếu không có thể đốt một nén nhang tưởng nhớ tới những anh linh này thì cũng chúng ta mỗi năm chúng ta cũng vẫn ở trong lòng của chúng ta cũng sẽ có cái ý tưởng đó, và nguyện cầu anh linh của 74 tử sĩ có mặt quen rang ở đây và anh em sẽ là đến đây an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi nhân dịp này một lần nữa cảm ơn vị trưởng tổng ký, phó thị trưởng Kimberly, các nghị viên Nguyễn Bình Chí, Tài Đỗ và Contreras, quý vị đồng hương, các cựu quân nhân quân lực Việt Nam và Cộng hòa, đặc biệt là các cựu quân nhân hải quân và các khóa sĩ quan hải quân Nha Trang đã đóng góp về vấn đề tài chính, vấn đề tài lực, và các vị ở trong truyền thông truyền hình đã giúp chúng tôi quảng bá cái ngày lễ ngày hôm nay. Chúng tôi một lần nữa rất trân trọng cái sự có mặt của quý vị đây, tại vì quý vị có mặt đây, quý vị đã nói lên tiếng nói là chúng ta rất là trân trọng và rất là quý báu cái sự hy sinh của 74 tử sĩ ở Hoàng Gia. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đến tham dự với chúng tôi. Sau đây là phần phát biểu của ông thị trưởng thành phố Westminster. Xin mời ông Tạ Đức Chính. Kính thưa đại tá chủ tọa, kính thưa tất cả quý vị chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng hòa cùng tất cả quý đồng hương, hôm nay chúng tôi vô cùng hạnh diện được cùng với tất cả quý vị khánh thành tượng đài tưởng niệm 74 tử sĩ Hoàng Sa, có thể nói là đầu tiên đối với tập thể người Việt hiện tại hải ngoại. 74 tử sĩ khí hùng bất tử, 74 tử sĩ chiến sĩ Việt Nam hải quân Việt Nam Cộng hòa là tấm gương cho những thế hệ về sau hiểu được giá trị của sự tự do, hiểu được tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi vô cùng hạnh diện, chúng ta hãy đọc tất cả những dòng chữ trên tượng đài Hoàng Sa: hải chiến Hoàng Sa thể hiện tinh thần bất khuất của Việt Nam Cộng hòa chống cuộc xâm lăng của Trung Cộng. Và điều này có nghĩa là tượng đài tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa là biểu tượng của tập thể người Việt tiền đài của chúng ta, cũng như là một lập trường nhất khác chống lại Trung Cộng của dân tộc Việt Nam. Và chúng tôi nhớ cơ hội này xin được chân thành cảm ơn tất cả các thành viên trong ủy ban xây dựng tượng đài, cũng như tất cả các mạnh thường quân, đa số là thân nhân, bạn bè
của các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cũng như là tất cả các binh chủng Việt Nam Cộng Hòa đã đóng góp, đã cống hiến để tập thể người Việt Nam này của chúng ta có một tượng đài uy linh như ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Vũ Long. Ông là tác giả hầu như là tất cả các biểu tượng tại tượng đài chiến sĩ Mỹ. Chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Vũ Long. Ông đã đóng góp rất là nhiều niềm vui. Đây là thiết kế của ông đã được hội đồng thành phố thẩm duyệt. Và quan trọng hơn hết, chúng ta hãy tiếp tục đoàn kết, thể hiện lập trường nhất quán chống lại thể chế độc tài của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, chống lại ý đồ bá quyền của nhà cầm quyền cộng sản Trung Cộng. Đó là lập trường nhất quán của tập thể người Việt. Chúng ta, chúng tôi được xin cùng với tất cả quý vị tập thể người Việt Nam của chúng ta sẽ tiếp tục đoàn kết để chúng ta gìn giữ tất cả những biểu tượng thiêng liêng của dân tộc cũng như tập thể người Việt Nam này ngoài một lần nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị, xin cảm ơn các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi luôn tin tưởng rằng hồn thiêng sông núi sẽ giúp cho chúng ta thấy được tự do và dân chủ tại Việt Nam trong tương lai. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn ông thị trưởng. Sau đây là phần phát biểu của bà phó thị trưởng thành phố Westminster. Xin mời bà Kimberly Lincoln. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, quý trưởng thượng và đồng hương, thay tấm mình một vinh dự cho cá nhân tôi được tham dự ngày đại lễ khánh thành đài tưởng niệm 74 anh hùng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà phần lớn là các chiến sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, cách đây gần nửa thế kỷ. Trong quân sự thế giới, dân tộc Việt Nam chúng ta đã hãm diện trước chiến công thần thánh của Đức Thánh Trọng Hưng Đạo, đã ba lần chiến thắng Nguyên Mông, đặc biệt là trận Bạc Đằng Giang. Ngài cũng là thánh tổ của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Trong lịch sử hải chiến toàn đại ngày nay, trận hải chiến Hoàng Sa 1974 của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã được thế giới kính lễ, ngay chính kẻ thù Cộng sản Hà Nội cũng không thể cố tình làm ngơ trước chiến thắng oanh liệt này. Địa danh Hoàng Sa và Trường Sa là những lãnh hải thiêng liêng, muôn đời dính liền với đất nước thân yêu Việt Nam của chúng ta. Việc bảo vệ những quần đảo này là trọng trách ưu tiên của quý vị trong quá khứ. Tôi rất lấy làm hạnh diện và xúc động khi cùng với đồng viên của chúng tôi là thị trưởng và đồng chí và đồng thanh đề nghị Hội đồng thành phố Westminster chấp thuận đề án xây dựng đài tưởng niệm 74 anh hùng của trận hải chiến Hoàng Sa 1974. Ngày hôm nay đánh dấu một thời điểm quan trọng cho một người chúng ta hiện diện tại đây, nhất là các thành viên của đại gia đình Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị đã từng tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, quyết tâm bảo vệ quê hương đến giọt máu cuối cùng. Không một đất đất hay một địa danh nào có thể rơi vào tay kẻ thù bắt thương hoặc bị xóa tên trên bản đồ đất nước Việt Nam thân yêu. Trách nhiệm tinh thần của quý vị sẽ được tiếp tục lưu truyền
cho các thế hệ Việt Nam, trong đó có chúng tôi. Một lần nữa, xin cảm tạ ban tổ chức đã cho chúng tôi cơ hội trình bày những cảm nghĩ trung thực của cá nhân tôi trước thềm năm mới. Xin kính chúc quý vị và gia quyến một năm mới an khang và thịnh vượng. Cảm ơn Phó Thị trưởng.